thử thách làm bể bơi cho lợn con. Lợn con đến rồi đấy em yêu. Ôi giời ơi, đã nghèo rồi còn nuôi thú cưng. Liệu bao giờ mới sắm được cho nó một ngôi nhà như này? Chúng tôi mới nhận nuôi chúng thôi. Nếu không nuôi được thú cưng thì đừng có cố mang về. Im ngay, thú cưng bọn tôi phải được ở nơi thoải mái nhất. Tớ sẽ làm cho hai chú lợn con một cái bể bơi siêu đẹp. Nhưng việc đầu tiên là làm một ngôi nhà trước. Nó có mái bằng cỏ gấu xanh mát, tường được trang trí bằng hoa tươi nhiều màu, và cả hàng rào cũng vậy. Sau đó mới đến việc chính là đào một cái hố, rồi lót tấm ni lông bên trong để làm bể bơi. Tiếp theo, dùng một cái thìa nhỏ múc nước đổ vào bể cho đến khi đầy thì thôi. Sau đó lắp một cái vòng quay vui nhộn, một cái xích đu thúng tre và một khay hoa trái vùng nhiệt đới. Bể bơi cho lợn con xong rồi nè em yêu, cho mấy đứa chơi xích đu một lát nhé, rồi nghỉ ngơi ăn uống nào, cuối cùng thì xuống bể bơi cho mát. Thích quá phải không? Hóng gì mà hóng, đi về. Các bạn có thích nuôi thú cưng không? Có thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Làm bể bơi xe tải tặng bạn gái. Em ngâm chân vào đây cho mát nhé. Ôi giời ơi, sao không đến bể bơi mà ngâm cho thích? Phải không anh yêu? Tôi không cảm thấy nóng lắm. Sao, chắc do béo quá nên ngại chứ gì. Chúng tôi có bể bơi thì cần gì đi đâu xa. Đợi anh một lát, tận dụng luôn chiếc xe tải của nhà. Tớ sẽ làm một cái bể bơi độc nhất vô nhị, cho anh mượn tạm cái thìa nào nhóc. Dùng nó để múc nước vào bể cho đến khi đầy thì thôi. Sau đó đi hái một ít hoa tươi để trang trí thành bể, tiện thể gắn thêm một số bong bóng cho đẹp. Ngoài ra cũng không thể thiếu vài cây dừa làm bóng mát, thêm một chút âm nhạc sập sình và đội nhảy cây nhà lá vườn nữa. Tiếp theo là một đĩa trái cây nhiệt đới, pha thêm một ít đồ uống phong cách châu Âu. Bể bơi xong rồi nè em yêu. Các bạn thích cái bể bơi này thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau về làm cho em một cái đi. Thử thách nấu nồi lẩu cay khổng lồ. Bữa trưa đến rồi em yêu. Sao ngày nào cũng ăn đầu lợn ngán quá vậy? Em muốn được ăn lẩu như nhà anh Vương kia kìa. Sang đây ăn cùng cho vui đi chị ơi. Đừng sang, anh sẽ làm lẩu cho em ngay đây. Nhưng phải đúng lẩu Thái chính hiệu. Đảm bảo chính hiệu luôn. Nhưng trước tiên tớ cần làm một cái bếp đủ to, bởi tớ sẽ nấu một nồi lẩu siêu khổng lồ. Việc khó nhất chính là làm chuẩn bị lẩu Thái, nên tớ sẽ phải sang Thái một chuyến để thu thập các nguyên vật liệu cần thiết. Các bạn đăng ký kênh và nhấn like để tiếp sức cho tớ nha. Nguyên liệu quan trọng nhất có lẽ là loại ớt đỏ này. Tớ sẽ nấu chúng với một số gia vị khác, xong thì đổ vào một cái khay, chờ cho đến khi đông lại là đã xong phần nước lẩu. Riêng lẩu này thì không thể thiếu các loại hải sản tươi sống. Mày đứng yên tao cho kẹo nè. Vậy là đã có thịt dê, cuối cùng là một cây cải thảo núi. Chạy về nhà nào. Bếp đã nhóm lửa và lẩu cũng đã sôi. Thả topping vào và chuẩn bị chén thôi. Chú cho anh mượn cái thau này nhé. Đứng từ phía xa đã thấy thơm rồi. Bạn nào muốn ăn cùng thì comment ngay nhé. Sinh tồn cùng bạn gái trên đảo hoang. Này, chờ chúng tôi với. Máy bay đi mất rồi. Giờ phải làm sao đây? Hai ngày nữa nó sẽ quay lại thôi. Làm sao chúng ta có thể sống trên đảo hoang này hai ngày nữa chứ? Đừng lo, anh là chuyên gia sinh tồn đây. Có lẽ tớ nên chứng minh cho cô ấy thấy năng lực của mình thôi. Cho anh mượn chiếc giày, buộc nó vào cây tre là đã trở thành cái cúc rồi. Nhờ thế mà việc dựng nhà đã trở nên dễ dàng hơn. Sau đó tận dụng các chai nhựa trôi dạt vào bờ biển để xâu thành bức tường và mái nhà. Tiện thể hái một ít hoa dại trang trí nhà cho đẹp nữa là xong. Tiếp theo là làm một cái bàn ngoài trời. Tớ phát hiện một trái dưa hấu nè các bạn, ăn hết bên trong. Để lấy vỏ làm thành một dụng cụ bắt cá, nhưng lại vợt được con tôm hùm mấy cây chứ. Đành dùng gậy bắt cá vậy, nhặt thêm mấy con ốc nữa. Thế là đã có một đĩa hải sản tươi ngon. Cuối cùng là không thể thiếu ít đồ uống. Anh tặng em ngôi nhà và một bữa ăn ngon này. Bây giờ thì bọn tớ đã đủ sinh tồn chưa các bạn? Nếu có thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Thử thách vẽ tranh lên thùng xe tải. Thằng nhóc này đang vẽ cái gì vậy hả? Xin lỗi anh trai, tôi sẽ xóa nó đi ngay. Chị nghĩ có thể xóa được nó sao? Hãy lo bồi thường cho tôi đi. Ấy anh cứ bình tĩnh, đừng làm cậu bé sợ hãi. Tôi sẽ giải quyết bức tranh này. Không xong thì đền xe mới cho tôi. Được thôi, chút vậy nhé. Đầu tiên tớ cần một cái chậu to. Trả lại đây. Sau đó pha màu đỏ và vàng với nhau thành màu cam, hất lên thùng xe làm đền nào. Thêm màu xanh dương cho mát mẻ. Cho tôi xin mảnh vải nhé. Vậy là đã có bút để vẽ rồi. Bây giờ tớ sẽ vẽ hình một con hổ lên đây. Xong rồi thì chuyển sang tô màu cho nó. Tiếp đến thì vẽ cảnh núi non xung quanh. Bà cho con mượn thỏi son một lúc nhé. Dùng nó châm mấy cây lá ở đây. Chị gái nhúng chân vào chậu nước này đi. Rất tốt. Giờ thì đã có mực đen rồi. Chấm bút vào mực để viết chữ lên. Bức tranh đã hoàn thành rồi nè mọi người. Các bạn thấy nó có đẹp không? Nếu có thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Anh có muốn đổi chiếc xe mới không? Không không, tôi muốn chiếc này. Tổ chức đám cưới trên đảo hoang. Đợi chúng tôi với. Chúng ta đến muộn tàu rồi. Một tuần nữa nó mới quay lại. Nhưng mai là tổ chức đám cưới. Thời gian không thể thay đổi. Vậy thì anh sẽ không bao giờ lấy được em gái tôi nữa. Khoan đã, đám cưới sẽ diễn ra ở đây luôn. Giúp tôi một tay nào các anh em.
có rất nhiều lá vàng trên đảo, thế thì chần chừ gì mà không gom chúng lại. Sau đó tìm một thanh sắt và mài nó thành cây kim, rồi dùng cây kim đó may từng chiếc lá lại với nhau. Treo tác phẩm lên cao rồi may tiếp phần bên dưới cho đến khi thành chiếc váy. Cuối cùng gắn thêm hoa ở cổ. Vậy là đã có váy cưới rồi nè em yêu. Các bạn thấy chị ấy mặc váy xinh thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Tiếp tục dùng lá cây làm thành các bông hoa, rồi bọc lại trong giấy báo thành bó hoa cưới. Còn bây giờ là lúc làm một cái áo vest cho chú rể là tớ. Cởi tất ra làm thành cà vạt nữa là quá đẹp trai rồi. Sân khấu cũng đã được chuẩn bị xong. Xe hoa đã sẵn sàng. Lên xe mình đến lễ đường thôi nào. Tới nơi rồi em yêu. Khung cảnh ở đây thật lãng mạn, nhưng lời chúc từ các bạn sẽ khiến bọn tớ hạnh phúc lắm. Thử thách cầu hôn bạn gái giữa rừng. U là trời, ai vứt lon nước ngọt ở đây. Đồng ý lấy anh nhé. Anh định cầu hôn tôi ở nơi thế này sao? Được rồi em yêu, hôm nay anh sẽ tặng em một lời cầu hôn lãng mạn. Cho tôi mượn cái thìa nhé. Dùng nó đào mấy cái hố, để dựng mấy cái cột thật chắc chắn. Sau đó bắt một thanh ngang làm thành cái giàn. Tiếp theo sâu những bông hoa lại thành dây dài rồi vắt lên giàn trang trí. Lấy một miếng gỗ và viết lên chữ lớp bằng tiếng Anh. Sau đó cắt ra, tô màu hồng thật đẹp. Cuối cùng dựng lên và xếp lại thành chữ hoàn chỉnh. Cho chú xin mấy cái bong bóng nhé. Thổi bóng lên, kết nối lại với nhau thành hình trái tim. Rồi treo phía trên chữ lớp. Chưa hết, tết cỏ lại thành thảm để lót làm nền. Hái thêm hoa tươi để trang trí sân khấu và xung quanh. Đồng thời xếp thêm một hình trái tim bằng hoa nữa dưới nền. Cuối cùng làm thêm một cái cổng chào bằng bóng bay nữa thôi. Người yêu tớ vừa đến thì đã gặp ngay một bất ngờ. Em đồng ý lấy anh chứ? Vâng. Tớ chúc ai đăng ký kênh và nhấn like sẽ sớm có người yêu nha. Giúp bạn gái thành mỹ nhân. Mẹ ơi, con về rồi. Em rể về rồi à? Con kia là bạn gái phải không? Xấu vậy chắc mẹ không đồng ý đâu. Tôi yêu cô ấy không vì hình thức. Ra đây với anh. Ngồi xuống đi em. Cháu mượn bát bột mì này nhé. Nhắm mắt lại anh đánh phấn cho. Chú mượn cây bút chì nào nhóc. Kẻ lông mày nào. Tô thêm một chút màu nâu trên mắt nữa. Dùng trái thanh long để làm son tô môi. Còn cái gấp than dùng để ép tóc rất tốt. Tớ mượn tạm cái màn của mẹ để may thành cái áo voan. Đẹp lắm em yêu. Tiếp tục làm thêm chiếc váy bằng bao tải, rồi sơn màu đen che các chữ trên đó đi. Vừa như in, tớ mượn tạm cái lốp xe của nhà hàng xóm, rồi cắt ra làm đế giày, kết hợp với miếng nhựa của chai nước để làm thành đôi giày hoàn chỉnh. Thay giày mới đi em yêu. Rất là vừa bạn ạ. Vậy là tớ đã giúp người yêu thành mỹ nhân. Các bạn thấy cô ấy xinh thì đăng ký kênh và nhấn like nha. Hai em vào nhà ngay đi. Làm bánh sinh nhật tặng vợ. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Hả? Mẹ, con cũng muốn ăn. Ôi trời ơi. Hả? Bánh kem ngon lắm mẹ ạ. Đợi anh làm cho cái bánh khác ngon hơn. Mày cho tao xin một trái trứng nhé. What? Thế này mới đúng nè. Có trứng rồi thì tớ sẽ cắt nó ra. Sau đó kết hợp lòng đỏ với một số nguyên liệu khác. Trước khi trộn đều và đổ vào nồi hấp trong 20 phút. Bánh chín rồi nè các bạn. Mày cho tao xin ít sữa nhé. Chất lượng đúng là thượng hạng. Tớ sẽ đánh sữa này đặc lại thành kem, để phủ bên ngoài bánh và trang trí xung quanh. Cuối cùng gắn thêm các cánh hoa màu đỏ và đào ngâm lên trên cùng. Như này đã đủ đẹp chưa các bạn? Tiếp theo, tớ sẽ dựng thêm một cái sân khấu hình trái tim gắn bóng bay. Bánh kem sinh nhật đã làm xong rồi nè vợ. Đẹp quá, thực sự em rất thích nó. Nhưng sẽ vui hơn nếu nhận được lời chúc từ các bạn đấy. Ngoài ra anh còn món quà tặng em. Đó là đôi bông tai bằng lá khoai. Hả?